Добрый день. Как дела? Em bật loa nhá, em bật hình nhá. Да, как хочешь, да. Может включить, может не включить, неважно. Можно. Так, хорошо, hôm trước chúng ta đã học được 19 chữ cái rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nào. Ở đây em có nghe thấy không? Nó vô tạc, хорошо. Ở đây chúng ta nhìn thấy là 19 chữ cái mà chúng ta đã học rồi này. Trong phần bài trước chúng ta đã học cách phát âm âm ô ở trong từ. Chúng ta cùng nhắc lại một chút nào. Âm ô ở trong từ nếu đứng đầu từ bị đọc là a. Từ này chúng ta đọc là gì? Akno, đúng rồi nhé, đó là cửa sổ nhé. Từ này âm ô đứng dưới trọng âm đọc là ô, ta đọc là gì nào? Komnata. Đọc cái âm với trọng âm dài ra một chút nhé. Tiếp theo chúng ta có một từ mà có âm ô đứng ngay trước trọng âm thì được đọc là a. Từ này đọc là gì nào? Đấy này, pagoda đấy, pagoda. Đó, đây là từ này, chúng ta cái từ này hôm trước chúng ta chưa đọc, từ này hôm trước chúng ta chưa đọc, nhưng mà chúng ta có phiên âm đây thì đọc nào. Zima. Trọng âm rơi vào đâu? Ma. Rơi mà. Thế vậy là đọc sao? Zima. Nhẹt ngược lại đấy. Ta ta zima. Ta ta zima. Thì thế nào đấy? Đồng ý chưa nào đấy? Thế video hôm trước xem được mấy lần? Hai lần thôi ạ. Hai lần thôi á. Đấy, bận lắm hả? Đấy, хорошо. Về nguyên tắc ra thì chúng ta học bài nào xong thì toàn bộ cái phần từ vựng là chúng ta phải đọc được thành thạo nhé. Đó, cho nên bạn cần phải lưu ý, đó là phương pháp học. Nếu như bạn không đọc ấy, thì cái quá trình học của bạn sẽ không có tiến bộ. Bởi vì sao? Kiến thức mới nó cứ chồng chất như thế nào đấy. Chúng ta đọc những chữ này nào. Chúng ta nhìn thấy đây gì? Đây có phiên âm đây rồi, cứ thế mà đọc thôi. Malaco. Malaco, đâu có trọng âm chúng ta nhé, kéo dài ra. Malaco thì thế nào đấy? Từ này đọc là gì nào? Đọc là gì nào? Phiên âm đọc gì nào? Хорошо. Хорошо. Đấy, хорошо. Từ này đọc là gì nào? Đây có phiên âm dưới này. Nó. Дорого. Дорого. Đấy. Дорого. Và từ này đọc là gì nào? Đấy. Нет, đọc là gì nào? Trọng âm rơi ra đằng sau. Ta ta. Ta ta. Tavar. Tavar thì như nào đấy? Đó. Thế như vậy là mình nhận thấy là gì? Là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần kiến thức mới. Trong phần kiến thức mới của ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy có từ gì thế nào? Là đây là chúng ta sẽ có âm r, r. Âm r rung thế như nào đấy? Chữ cái số 20. Chúng ta có từ druk. D, druk. 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 Thế vậy thì cách học như thế nào nào? Sau khi mà thầy gửi cho cái hình ảnh này, ngồi đọc thôi. Cứ đọc nhìn cái chữ này. Druk. 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 Đọc nhiều lần, sau đó tập viết lên một hai lần. Đấy. Từ thứ hai nào, tự đọc nào. Đúng rồi. Nó đúng như thế luôn, đấy. Tiếng Nga nó nói đúng như thế luôn. Em cứ đọc padruga. Padruga. Chỉ có điều em đọc là deruga thì còn mình đọc dru. Đờ nó ngắn hơn thế nào đấy. Padruga. Padruga, chết đấy. Padruga, âm đờ đó là nó ngắn đi đấy, đúng không nào? Tak, đây là gì? Cô bạn gái, đây là cậu bạn trai đấy. Chúng ta có từ tiếp theo nào. Carta. 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 Đấy. Carta đó là gì? Carta đó là tấm bản đồ nhé. Tiếp theo nào. Gorat. Gorat. Có âm đờ đứng cuối từ thành âm t. Gorat đó là thành phố. Gorat, thành phố nhé. Chúng ta có từ brat. 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 Đấy. Đó là anh em trai. Tiếp theo. Sistra. 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 Sistra, chị em gái nhé. Sistra. 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 Ở đây chúng ta nhìn thấy âm ye đứng trước trọng âm bị đọc thành gì? Y. Đấy, không đọc là sestra mà đọc sistra. Sistra. Đấy, хорошо. Tiếp theo chúng ta có từ rascas.
Raskas. Raskas. Đây âm giờ đứng cuối từ là âm hữu thanh bị biến thành âm s. Raskas. Yeah, nào. Đấy. Raskas. Có âm xì nhé. À, ở đây có hai âm sờ đứng liền nhau đọc thành một. Raskas. 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 Tiếp theo nào. Karta. 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 Karta đó là một quân bài. Đó. Chúng ta nhìn thấy đây cũng là karta. Tấm bản đồ. Karta. Một quân bài. Đấy. Thế và còn có một nghĩa nữa. Karta. Đó là cái thẻ ngân hàng cũng gọi là karta. Đấy. À, những cái từ như thế người ta gọi là từ đồng âm và khác nghĩa. Đồng ý chưa nào? Dạ, dạ. Sốc. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại nào. Em tự đọc nào. Druk, druk. Aha. Druk, druk. Đã. Padruga. Padruga. Đã. Kar, kar. Gorat, gorat. 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 À, đây như đọc bình tĩnh nào. Cái đọc bình tĩnh không đi đâu vội. Từ này của chúng ta nói dài ra. Gorat. 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 Đây nào. Brat. Brat, brat. Brat. Brat, brat. Tiếp nào. Sistra. Trọng âm rơi vào đằng sau cho nên đọc là sistra. 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 Như nào đấy. À, tiếp theo nào. Raskas. Raskas là một câu chuyện nhé. Câu chuyện kể nhé. Karta. Đó là quân bài nhé. À, tất cả những hình ảnh này thì nó có rồi cho nên chúng ta không phải giải thích đấy. Brat là anh em trai. Sistra là chị em gái. Như nào đấy. Tiếp theo nào. À, chúng ta có phụ âm l. L. À, phụ âm là chữ cái số 21 giống âm l trong tiếng Việt cho nên là không có gì khó khăn cả, đúng không nào? Đấy, chúng ta đọc nào. Lampa. 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 Cái đèn nhé. Stone. 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 Đây là gì nào? Stone. Stool, cái ghế nhé. Liot. 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 À, đúng rồi. Âm đờ đứng cuối từ đọc thành tờ. À, chúng ta thấy là âm đây là âm nguyên âm đôi io. Nó có i và o. Cho nên luyện luyến từ i sang o. Liot. Liot. Đấy, thấy chưa? Ta có thể sốt. Tiếp theo chúng ta có từ clay. 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 Đấy. Clay. Đấy. Đúng không nào? Clay. Đó là một cái loại keo dán nào đó. Đấy. Đây là nước đá này. Liot. Nước đá nhé. Liot. Liot. Nước đá. Clay. Clay. Đấy. Nó có chữ clay này. Đấy. Limon. Limon. Đấy. Limon đó là. Đó là quả chanh. Đấy. Class. 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 À, đó là lớp học nhé. Blued. Blued. Blued đó là một món ăn bất kỳ nào đó đấy. Món ngọt, món mặn, món canh hay là món thịt vân vân đều gọi là blued. Blued. Tiếp theo nào? Lyubov. 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 Lyubov là tình yêu nhé. Tình yêu. À, ta gọi salad. 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 Salad đó là món rau trộn nhé. Tiếp theo là Luna. 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 Luna là mặt trăng nhé. Mặt trăng. Vionka. Vionka. Vionka đó là cái dĩa. Cái dĩa nhé. Cái dĩa, đúng nào. Chúng ta cùng xem lại nào. Lampa. Lampa. Stone. 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 Liot. Liot. Có âm tập. Em đọc thiếu âm tập. Liot. Liot. Đúng rồi. Clay. Clay. Limon. 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 À, đúng rồi, có âm n đấy. Class. Class. Blued. Blued. Lyubov. Lyubov.
À, em thiếu cái âm gì? Biết không? B, Em nói thiếu cái âm vờ đằng sau nó biến thành phật. Vờ là hữu thanh đứng cuối từ bị biến thành âm phật. Đấy là đấy. Liu bộ. Liu bộ. Liu bộ. Liu bộ. À, yeah. Đấy. Liu bộ. Liu bộ. À, em nói thiếu một cái là mình cảm thấy ngay, là thấy sai ngay. Thế chứ là đấy. Là nghe nó trống rỗng ngay. À đó. À, ví dụ ở đây có âm tờ này, ta phải đọc thế nào? Salad. Nói nào. Salad. Luôn Nào, cái từ này còn chưa thấy nói nào. salad Salad. Đấy. salad À, cái tâm lý của em là thôi biết rồi, không phải nói nữa. Đấy, đúng không? Đúng không nào? Đấy, tâm lý là thế đúng không? Đấy. À, học ngoại ngữ càng phải nói nhiều càng tốt. Đấy. Thầy nói 5 câu mà học trò nói 2 câu thôi, còn lại bảo học trò bảo thôi được rồi. Đúng không nào? Đấy. À, thế vậy thì cái đó là sai. Thầy nói một câu em phải nói một câu, thậm chí em còn phải nói 2 3 luôn nhé. Salad. 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 Thấy chưa? Đấy. Salad. Luna. Luna. À ha, Vionka. Biêu. Vionka là cái dĩa nhá. Хорошо. À, đó là âm gì của chúng ta? L. Chữ cái số 22 là chữ cái. Chữ cái này gồm có hai âm ghép vào với nhau. Âm tờ ghép sang âm s. Đọc là thấy chưa nào? Đấy, đọc là ô tạc của đấy. Đó. À, thế vậy thì khi mà ghép vào như thế thì chúng ta nghe thấy vừa có âm sập nhưng lại nó vừa nổ. Cái âm tờ là âm nổ của chúng ta đấy. À, đúng không? Thế vậy nó tạo thành một cái âm hơi nổ nổ một tí đấy. Đọc là thấy chưa nào? Đấy, ô tạc của khá đấy, đó. À, thế chúng ta sẽ đọc thử nào. À, chúng ta sẽ có từ đầu tiên, chúng ta đọc là âm này là một âm cứng, cho nên âm ye đây bị đọc thành âm e. À, chúng ta sẽ đọc là center. 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 Đấy. À đó. Center. Tak. Center. Tak. Хорошо. À đó, center có nghĩa là trung tâm. Trung tâm. Trung tâm của thành phố này, nói trung tâm của thành phố. Centra Gorada. Centra Gorada. Nói nào. Gorada. Gorada. À, Centra Gorada. Centra Gorada. Đó là trung tâm của thành phố đấy. Centra Gorada. Tiếp theo nào. Circ. 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 Đó là rạp xiếc. Circ. Rạp xiếc nhé. Circ. À, đấy. Tiếp theo nào. Sena. Senna, Senna, Senna đó là giá cả nhé. Tiếp theo nào, Svet, Svet, à, sập, 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 Svet, 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 không gọi là Svet mà đây là âm Svet, Svet, à, Svet. Và chúng ta lưu ý âm ye này đó là âm ie, khi chúng ta đọc là Viet, 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 Svet, Svet, như nào đấy. À đó, chúng ta đọc lại những từ trên này nào. Center. Center. Center Gorodda. Center Circ. Gorodda. Circ. Circ. À, giáp xiếc nhé. Circ. À, âm y này, chúng ta thấy là âm y đứng sau bị biến thành ư. Như nào đấy? Đọc là Circ. Được chưa? À, tiếp theo nào. Senna. Chenna. À, chen sa sa chenna. Chenna. Tiếp theo nào. Sviet. Sviet. À, tiếp theo nào. Concert. 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 Concert là buổi biểu diễn ca nhạc. À, âm O đứng trước trọng âm bị đọc là A. Trên ta đọc là can concert. Concert. Chúng ta có từ này. Sviet tok. Sviet tok. Sviet tok đấy, Sviet tok là một bông hoa nhé. Chúng ta có từ Czech, Czech, Czech đó là một xưởng máy Czech. Tiếp theo là Stancia, Stancia đó là một bến tàu điện ngầm. Stancia nói lại nào,
Stancia, bến tàu điện ngầm nhé. Stancia, так вот, хорошо. Đấy. Да, stancia. Stancia, так вот, хорошо. À, đó, vậy thì đến đây chúng ta thấy đó là phần chữ cái. Đấy, chữ cái số 22. Bây giờ chúng ta cùng xem chữ cái số 23. Chữ cái số 23 của chúng ta đấy. À, chữ cái số 22 của chúng ta đây. À, đây chữ cái số 22. Và bây giờ chữ cái số 23 đó là phụ âm y. Phụ âm y. Đấy. À, phụ âm y. À, chúng ta thấy rằng trong tiếng Nga có hai chữ y, một chữ là nguyên âm và một chữ là phụ âm. Như thế nào? Đấy. À, cái chữ nguyên âm thì nó sẽ được đọc dài y, chữ phụ âm đọc y. Y. À đấy. Không đọc là ik, là y. Nó là y nhưng mà nó bị chặn lại y. Đấy chưa? Đấy. À, chúng ta có từ này. Mai cả. Mai cả. Mai cả đó là cái áo này nhé. Tramvai. Tramvai đó là cái tàu điện ngầm, à cái tàu điện này. Cái tàu điện. À, cái tàu điện nó đi ở trên mặt đất đấy. Tramvai. Tramvai. Đấy. À, chúng ta thấy là gì? Danh từ tramvai tận cùng là phụ âm y, vậy đó là danh từ giống gì? Giống được. Giống được, bởi vì sao? Nó tận cùng là một trong 21 phụ âm đấy. À, chúng ta có hai ba từ ở đây tận cùng là phụ âm y này. Musei. Musei. Đấy. Musei đó là nhà bảo tàng nhé. À, tiếp theo nào. Mai. Mai. Mai đó là tháng 5 nhé. Tháng 5. Tên tháng thứ 5 đấy, ở trong năm ấy. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. À đúng không? Riêng trong tiếng Việt thì đánh theo số thứ tự. Thế còn các nước, các ngôn ngữ khác thì tháng nó có cái tên gọi của tháng, đúng không nào? Đấy, đó. À, tiếp theo chúng ta có một cái từ, ở đây nó không phải danh từ. Đa phần từ trước đến giờ chúng ta học tính từ, à học danh từ. À, đây lại không phải danh từ, đây là tính từ. Tính từ chỉ màu sắc. Xì nhì. Xì nhì. Xì nhì, đó là cái màu này. Màu này người ta gọi là xì nhì, thấy như nào đấy? Xì nhì. Đúng không? Đấy, một đó, xì nhì, xì nhì. Đấy, chúng ta đọc lại nào. Mai cả. Mai cả. Tram vai. Tram vai. Xì nhì. Xì nhì. Mù dây. Mù dây. Mai. Mai. Mai, thấy như nào đấy? À, em thấy rằng là gì? Nếu mà để em tự đọc thì em sẽ không đọc được. Nhưng nếu mà em đọc với thầy thì em đọc rất tốt. Em phát âm rất tốt đấy. À, thế vậy thì để khắc phục cái hiện tượng đó là gì? Cần phải nghe video. À, nghe video và nhắc lại như thế nào. Đấy, хорошо. Chúng ta cùng xem tiếp chữ cái số 24 này của chúng ta. À, đây chữ cái số 24 và 25. Hai chữ cái liền nhau đấy. 24 và 25. À, đó là chữ cái. Và chữ cái R. Để phát âm hai chữ cái này, chúng ta tròn môi nhé. Tròn môi. Và lưỡi của chúng ta phải đẩy lên chạm vào vòng khẩu này. Lưỡi. Đây chính là nếu mà có âm thanh thì chúng ta nói R. 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 Thấy chưa nào? Đấy. À thế còn không có âm thanh chúng ta nói. Vậy thì em để ý là cái luồng hơi nó đi từ trong ra. Đấy. Luồng hơi nó đi từ trong ra. À, đi từ trong cổ họng, cuống họng ra. Nó không thể đi qua bên trên được mà nó sẽ đi qua bên cạnh này để nó đi ra. Như nào đấy? À, vậy thì nó sẽ đi qua cái hai cái khe này và nó đi ra ngoài này. Thấy chưa đấy? Thấy chưa? Đó, nó tạo thành cái âm. Thấy chưa? Đấy, một tạc quật. Đồng ý chưa nào? Đó. Thế và lưu ý là đầu lưỡi đẩy chạm lên với vòng khẩu. Đấy, chúng ta tưởng tượng là cái lưỡi của chúng ta nó hơi uốn cong lòng máng vào nhé. Đúng không? Đó. À đó. À thì và cái luồng hơi đi từ trong ra nó đi theo bên cạnh nó đi ra ngoài và tạc đấy, tạc vật. Хорошо. Chúng ta cùng nói nào. Đây là r. R đấy. Thế và đây là cặp phụ âm hữu thanh vô thanh, có phải không em? Đấy. Đây là cặp phụ âm hữu thanh vô thanh. Có nghĩa là gì? Nếu như phụ âm r đứng cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm sh. Có phải không nào? Đấy. Đó. Ví dụ chúng ta có từ này. Mu sh. Đấy chưa? Âm r này bị đọc thành âm sh. Đấy. Chúng ta đọc nào. Mu sh.
Mush đấy. Nosh. Nosh đấy. Etage. Etage. Loshka. Loshka đấy. Noshka. Noshka đúng không nào? Đấy. Đấy. Хорошо. À chúng ta cùng đọc lại những chữ này nào. Mush. Có nghĩa là ông chồng nhá, khi học phải lấy tờ giấy, cái bút ghi ra. Nosh. Nosh nói nào? Nosh đó là con dao, đây con dao này, đấy. Con dao. Etage. 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 À không phải r mà là etage. Etage đấy, đó là cái tầng nhà đấy. Loshka. Loshka. À đây chúng ta thấy âm r này bị đọc thành âm sh như thế nào đấy, đọc là loshka. Loshka là cái thìa này, là cái thìa loshka như thế nào đấy. Thế và chúng ta có từ noshka. Noshka à, đây là âm r bị biến thành âm sh như thế nào đấy. Noshka. Noshka à, đó là cái chân đấy, cái chân, à, chân bàn, chân ghế, chân em bé gọi là noshka như là đấy. Tác vụ thật số. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy có 5 từ mà liên quan đến âm r nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những từ còn lại nào. Chúng ta có từ scarf. 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 Đó là cái tủ nhé. Machine. Machine. Cái ô tô nhé. Journal. 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 Từ này hơi khó đọc cho nên là nhiều em không đọc được đâu. Đấy. Nếu mà bạn không đọc được thì đừng lấy điều đó làm buồn mà phải luyện tập sẽ đọc được. À, chúng ta lưu ý rằng ở đây có âm i đứng sau phụ âm. À, i thì nó bị đọc thành âm ư, đọc là shun. Machine. Đấy. À, tương tự à, ở đây chúng ta sẽ có từ gì nào? Grandash. Đọc là grandash. 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 Đấy, đó là cái bút chì nhé. Grandash đó là cái bút chì nhé. Tiếp theo nào. Shubba. 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 Đấy, shubba. Đó là cái áo lông nhé. Shubba. Shubba. Cái áo lông thì thế nào đấy. Tiếp nào. Đọc nào. Grandash. Grandash. Cái bút chì. Shubba. 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 Đấy, đó là cái áo lông nhé. Tiếp nào. Jenna. 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 Jenna là cô vợ nhé. Cô vợ. Anh chồng nào. Mush. Mush. Đấy. Mush. Anh chồng đúng nào đấy. Anh chồng đúng không đấy. Jenna. Nói nào. Jenna. Jenna. Mush. Mush. Đấy. Đúng không? Đấy. À tiếp theo nào. Chúng ta có từ Loshka. Loshka. Cái thìa. Nosh. 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 Đây là sh sh sh. Nosh. Nosh. À em phải phát âm rõ cái âm s r này nhé, thành âm s, bởi vì chúng ta sẽ có một cái từ nữa. À cái từ nữa của chúng ta đó là từ nose. Từ của chúng ta là nose, là chữ âm s nhẹ thì nó là cái mũi. Nose là con dao, nose là cái mũi, anh chị nào đấy. À thế vậy thì để tránh lẫn với cái từ cái mũi, chúng ta phải phát âm cái âm r này thật rõ, cái âm s này thật rõ nhé. Nose. Đó, đúng không nào? Chúng ta có từ Vilka. Vilka. Vilka biết rồi. Đấy. À, lúc nãy chúng ta nói rồi đây này. Vilka là à cái từ này này, đấy. Vilka, thấy chưa? Đấy. Vilka là cái dĩa. À đúng không? Bây giờ chẳng qua là ở đây của chúng ta bộ dao thìa dĩa, mình cho đủ cả ba cái thứ đồ vật này vào đây để cho nó đủ bộ thôi, đấy. À đúng không? À, tác vụt. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Scarf. Scarf. Không đọc. Scarf.
scarf, nó không có âm thanh, âm sờ không có âm thanh. Scarf. Scarf. Cái tủ nhé. Machine nè. Machine. Cái ô tô nhé. Journal. 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 Đó là quyển tạp chí nhé. Từ này em vẫn chưa đọc được này, sẽ luyện nhé. Carandash. Carandash là cái bút chì nhé. Shubha. Shubha là cái áo lông nhé. Jena. Jena là cô vợ nhé. Mush. Mush là anh chồng nhé. Nosh. Nosh là con dao nhé. Vilka. Vilka là cái thìa nhé, cái dĩa nhé. Loshka. Loshka là cái thìa đúng không nào đấy. À tiếp theo nào. Mush. Anh chồng. Nosh. Con dao. Em vừa rồi em nói thành cái mũi đấy. Nosh. Nhẹt. Nosh. Em vẫn nói thành cái mũi. Nói cái mũi là nose. Sờ nhẹ thành cái mũi. Thế còn con dao thì nó là sờ nặng. Nosh. À đấy, gần được rồi. Đấy, nói như vậy nặng hơn tí nữa. Uốn lưỡi cao lên. Uốn lưỡi cao lên. Và tròn môi vào. Thấy chưa? Tròn môi vào như thế này. Nói. Tròn môi nữa vào. Nếu mà em rộng khóe môi ra thì thành chữ sờ nhẹ. Thấy chưa? Nói chữ sờ nhẹ thì nó sẽ rộng miệng ra. Thế còn nếu mà tròn môi vào thì thành âm. Tròn môi vào như thế này cơ mà. Tròn môi vào. Tròn môi vào. Đấy. Cao lưỡi lên. À thành âm. Thấy chưa? Đấy. Biết tròn môi, đây có hình ảnh này. Tròn môi vào như thế này. Tròn môi vào. Thì nó thành cái âm. Cái âm của nó thành môi, người ta gọi là môi thành như cái ống. Đấy. Môi tròn như cái ống. Nó tạo thành cái âm gió. À đúng không? Không phải vô tình mà chỗ này mình chọn một cái hình ảnh để cho bạn nhìn thấy. Thế còn nếu mà em rộng khóe miệng thì em lại thành chữ sờ xì nhẹ mất rồi. Đấy. Mà chữ xì nhẹ thì nó là chữ chữ cái mũi, hiểu chưa nào? Tại thành chữ nose. Đúng không? Em nghe để ý thấy hai mình phát âm hai cái chữ nhé. Nose. 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 Thấy chưa? Đấy. Thấy khác nhau không? Đấy. Đồng ý không nào? Nose. Đã. Đã. Nose. Nếu mà không mở rộng miệng mà rộng khóe môi thì thành âm sờ nhẹ thành cái mũi. Thế còn nếu tròn môi lại mà phát âm uốn lưỡi cao lên thì nó thành cái con dao, hiểu chưa nào? Đấy. Đó. Nose. Хорошо. Chúng ta thấy cũng không hề đơn giản đấy. Chúng ta xem chữ cái số 26, 27, 28, 29. Bốn chữ cái liền đúng nào đấy. Đó là các chữ cái nguyên âm đôi ya, yo, yu, ye. Đấy. Ya, yo, yu, ye. Đúng chưa nào? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta đã làm quen với những nguyên âm này rồi. Đó là các nguyên âm mềm mà gồm có hai âm ghép lại với nhau. Đấy. Bây giờ chúng ta đọc luôn vào từ vựng nào. Yama. Yama. Là cái hố nhá. Miot. Miot. Có âm tờ, thiếu âm tờ rồi. Miot. Miot. Đúng rồi. Miot. Nó phải có cái âm tờ thế thì nó mới ra cái tiếng Nga. Thấy chưa? Đã. Thế còn nếu nói miot không thôi thì thành gọi là người Việt Nam nói tiếng Việt mất rồi. Đấy. Miot. 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 Đấy. Russia. Russia. Russia là nước Nga nhé. Russia. Russia. Thấy chưa nào? Đấy. Con gấu mèo này. Inot. Inot. Đấy. Chúng ta thấy âm ye chuyển thành âm y thế như là inot. Inot. Đấy. Tiếp theo nào. Yuka. 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 À chúng ta thấy âm bờ này bị biến thành âm p. Đúng không nào? Đấy. Bởi vì sao? Âm bờ là âm hữu thanh đứng trước âm vô thanh. Chúng ta bị đọc thành âm p tương ứng ở trong cặp. Đấy. Chúng ta đọc yup. Yup. Không đọc yup mà ở đây là iu cơ mà. Yup i yup. I u. I u. U. I u. Như là đấy. Yup. 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 À nhưng mà không đọc iu ca.
Bởi vì chúng ta biết rằng âm y là y phụ âm, nó rất là ngắn. Nếu mà em nói y ụp cả thì thành nguyên âm mất rồi. Đấy. À, thế vậy chúng ta sẽ nói sao? Giúp cả. Giúp cả. À, đó, thấy chưa? Đấy. Giúp cả. Thấy chưa? Nhưng mà không nói là giúp cả, mà không nói là úp cả. Đấy. Mà hơi có y một chút, một tí chút thôi. Đấy. Giúp cả. Giúp cả. Đấy. Vậy thì nói làm sao cho nó hay? À, tác vụ đó là cái chân váy này nhé. À, đúng không? Chúng ta có từ mà chỉ đồ ăn nào? Ida. Ida. Đấy, tất cả các loại đồ ăn chúng ta gọi ida. Ida, thấy chưa đấy? Đó. À, ví dụ sang Nga chúng ta thấy có những ký ốt nó có chữ ida, đó là đồ ăn đấy, đấy. À, đó, nó viết rất đơn giản, ida là đồ ăn. Đến có thể mua cái thứ gì đó để ăn sáng hoặc là ăn một tí chút cho nó đỡ đói chẳng hạn. Ida. Tiếp theo chúng ta có từ yonka. Yonka. Yonka đấy. Yonka. 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 Đó. Đó là, đó là gì đây nào? Đó là cái à, cây thông đấy. Yonka. 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 Có chữ L, quên chữ L rồi. Đấy. Yonka. Yonka. Thấy chưa? À, thế còn nếu em nói yonka thì thành chữ N mất rồi. Đấy. À, thành chữ N. Đây là chữ L. Yol. Yonka. Yurta. 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 Yurta đó là gì? Đó là cái lều du mục đấy. Yurta. Yurta. Aha. Được chưa? Đã khá rõ. Tiếp theo nào. Rumka. Rumka. Rumka đó. Rumka đó là cái ly này nhé. À, chúng ta cùng xem lại từ vựng nào. À, yama. Yama đấy. Miot. 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 Rasiya. Rasiya. Inot. Inot. Đấy. Yuka. Yuka. Ida. Ida. Yonka. Yonka. Đấy. Yurta. Yurta. Ryumka. Ryumka. Yeah. Chúng ta cùng xem chữ cái số 30 nào. Đây là 29 rồi nhé. Chữ cái số 30 nào. Chữ cái số 30 của chúng ta đó là âm xia. Nghe thầy nói xia. Xia. À, đó là chữ cái xia. Thế và âm của nó là không có âm thanh. Nhưng chúng ta muốn nói được cái âm này, chúng ta vẫn nói từ xi sang a. Xia. 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 À, tạc vật đấy. À, đó. À, thế và cái chữ cái này, à, cái âm này là âm mềm. Âm mềm. Nếu như âm đây là âm cứng thì âm này là âm mềm. Có nghĩa là à, chúng ta sẽ phát âm có dường như có âm y đấy. Ví dụ chúng ta nói cái chữ này nè. Shika. 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 Đó là cái má này. Shika. 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 Đấy. À, từ này của chúng ta đó là shiotka. 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 Như nào? Đấy. Shiotka đó là cái bàn chải này. Tiếp theo nào. Shi. Shi. Shi đó là, à, đó là gì đấy nào? À, đó là cái bắp canh. À, một cái món canh, người ta gọi là canh bắp cải thì gọi là shi. Shi là món canh bắp cải muối chua nhé, hoặc là canh bắp cải tươi cũng được, gọi là được shi. Tiếp theo chúng ta có món borsch. Borsch. À ha. Borsch. Có chữ xia 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 đấy. Borsch. À đó. À, thì cái món borsch thì người ta gọi là món canh củ dền. Canh củ dền nhé. Thế và ở đây chúng ta nhìn thấy là có từ smitana. Smitana đó là cái sữa chua này, người ta cho vào canh này, gọi là smitana. Smitana đấy. Хорошо. Smitana. À, tác vụ à, chúng ta cùng đọc lại nào. Shika. Shika. Shiotka. Shiotka. Shi. Shi. Borsch. 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 Đấy, хорошо. Chúng ta cùng xem chữ cái số 31. Chữ cái số 31 của chúng ta đó là chữ cái chờ. Chờ, chờ, chờ. Chờ, chờ, chờ. À, không có âm thanh. Chờ, chờ, chờ. Thấy chưa? Đúng rồi, không có âm thanh. Đấy. À, chúng ta có từ ruchka. 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 Ruchka.
Ruchka. Dạ đấy. Ruchka đó là cái bút này. Hoặc là cái tay cửa, người ta cũng gọi là ruchka. Ruchka, đấy. Tiếp theo là uchebnik. Uchebnik. Uchebnik đấy. Uchebnik đó là gì đấy? Đấy. Uchebnik đó là cái quyển sách giáo khoa đấy. Uchebnik đó là uchebnik. Uchebnik, yeah, đấy. Tiếp theo là uchonny. Uchonny, đó là nhà báo học. Uchonny. Uchonny, đó. Tiếp theo là pochta. 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 Đó, pochta. Tiếp theo là check. 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 Check đó là gì đây? Check đó là cái hóa đơn thanh toán đấy. Pochta là bưu điện nhé, nhà bưu điện. Pochta là bưu điện. Check đó là hóa đơn. Tiếp theo là uchenik. Uchenik đó là uchi. Uchi. Uchenik. Chúng ta biết rằng âm ye đứng trước trọng âm đọc là i. Uchenik. Uchenik, được chưa nào? Đấy. Tiếp theo là dacha. Dacha đó là nhà nghỉ, nhà vườn nhé. Nếu mà chúng ta mua một cái nhà ở ngoài thành phố để ngày nghỉ chúng ta ra đó chúng ta chăn gà hoặc là tưới rau thì cái đấy gọi là dacha. Dacha, được chưa nào? Đấy. Tạc vụt. Хорошо. Chúng ta cùng nhau đọc lại từ vựng nào. Ruchka. Ruchka, đấy. Uchebnik. Uchebnik. Uchonny. Uchonny. Pochta. Pochta. Check. Check. Uchenik. Uchenik. Dacha. 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 Так, хорошо. Đó, thế vậy thì đến đây chúng ta đã xem xong 31 chữ cái rồi. Chữ cái số 32 nào? Chữ cái số 32 đó là cái dấu cứng. Dấu cứng của chúng ta rất là ít sử dụng. Cho nên là hầu như là các em rất ít gặp. Đó, cho nên chúng ta chỉ gặp ở trong một cái từ này. Объявление. Đấy. Dấu cứng này làm cái gì? Nó đứng ở trong từ và nó chia âm của cái từ này ra làm hai âm. Ở đây có âm op đọc là ab. 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 Và chúng ta có tiếp theo явление. Явление. Vậy thì khi đọc nhanh chúng ta vẫn đọc thành объявление. Ab. Ab. Явление đọc là объявление. 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 Thấy chưa nào? Đấy. Объявление. Đồng ý chưa? Đấy. Объявление. Đồng ý chưa? Vất tạp vật đấy. Đó thì vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Là tạc. Ở đây là chữ cái số 32. Mà chữ cái này rất là ít gặp. Nó chỉ là ở chúng ta ở giai đoạn đầu thì chúng ta chỉ gặp ở trong cái từ объявление. Đó là chỉ những cái thông báo, quảng cáo này, dán ở trên tường, trên cột điện đấy. Đó. Hoặc là những cái thông báo ở trên trên xe ô tô chẳng hạn, xe khách chẳng hạn, hoặc là ở ngoài sân bay thì nó gọi là объявление. Được chưa? Đấy. Chúng ta chả dùng cái từ đó làm cái gì cả. Đó. Thế sau này nếu như mà các em có làm những cái công việc nó lớn hơn thì người ta sẽ dùng những cái từ trong kinh tế thì nó sẽ có cái dấu này đấy. Hoặc là trong các môn học tự nhiên, toán lý hóa thì sẽ có cái, nó sẽ có cái từ này nhiều hơn ở trong cơ khí chẳng hạn đấy. Thế còn bình thường trong đời sống hàng ngày chúng ta gần như không dùng cái từ này, không dùng cái chữ cái này đấy. Chữ cái số 33 của chúng ta đó là chữ cái sử dụng rất nhiều. Đó là cái dấu mềm. Dấu mềm nó làm cái gì? Nó làm mềm hóa cái phụ âm mà nó đi cùng đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây gì nào? Chúng ta có âm đấy. Nếu mà nó có dấu mềm đi theo thì tạo thành âm. Đây là đấy. Đó. Thế và đi với phụ âm l thì nó tạo thành cái âm gần như là âm ly. 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 Chúng ta kẹp cái đầu lưỡi vào giữa hàm răng cửa trên và dưới và chúng ta phát âm âm l. 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 Thấy chưa nào? Đấy. L. Polka. Polili. Thấy chưa? Polka. Polka. Thế cái chữ này thì sao? Chữ này là âm l cứng. Âm l cứng này thì cái lưỡi của chúng ta sẽ nâng lên áp sát ở vòm khẩu tạo thành âm pol. Polka. Polka.
Polka thì nó là cái giá sách này. Polka thì nó là điệu nhảy Ba Lan hoặc là cô gái người Ba Lan. Polka đấy. Đó. Chúng ta có từ nào? Palima. Palima. Cây dừa này. Cây dừa nhé. Polka. Polka là cô gái người Ba Lan nhé. À, chúng ta có từ Skolika. Skolika. Thế như nào đấy? Skolika. Skolika. À, đúng chưa? Đấy. Skolika. À, đó là bao nhiêu? Stolika. Stolika. Đó là bấy nhiêu? Đấy. Skolika. Stolika. Yeah, đấy. À, xem nào. Palima. Palima. Simya. Simya. À, simya. Đấy. March. 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 Yeah, vẫn tạc vật đấy. Chúng ta có từ simya, đó là gia đình nhé. À, chúng ta cùng đọc lại tất cả những từ ở trên đây nào. March. March. À, cái từ đen đen bên dưới này nhé là người mẹ. Còn cái từ trên này, mart. Mart. Đó là nước chiếu tướng, nước chiếu hết khi người ta chơi cờ đấy. Có cái từ nước chiếu hết, người ta gọi nước chiếu hết. Hoặc là nó chỉ một cái từ tục nào đó đấy. À, ví dụ chúng ta nói từ tục, à, từ này từ tục đấy, thì chúng ta dùng là etermat. Etermat đấy. Chúng ta có từ palima. Palima đó là cây dừa đấy. Simya đọc là simya. Simya đó là gì nào? Đó là gia đình đấy, gia đình. Chúng ta có từ polika. Polka đó là cô gái người Ba Lan. Chúng ta có từ polka. Polka đó là cái giá sách. Skolika. Skolika đó là bao nhiêu, câu hỏi bao nhiêu, bao nhiêu tiền đấy, bao nhiêu cái, bao nhiêu cái đồ vật đấy, bao nhiêu tuổi thì người ta dùng skolika đấy. À, và stolika. Stolika thì đó là bấy nhiêu. À, tác vụt. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong toàn bộ về bảng chữ cái của tiếng Nga rồi. Trong bảng chữ cái của tiếng Nga của chúng ta có tổng cộng là 33 chữ cái. Và chúng ta cho đến ngày hôm nay chúng ta đã học hết 33 chữ cái cách phát âm. Đồng thời chúng ta học được 100 từ vựng. À, 100 từ vựng thì mình sẽ gửi cho bạn 100 từ vựng đó nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần, à, còn một ít thời gian chúng ta tranh thủ xem một tí chút, à, phần chào hỏi chúng ta đấy. À, đây, à, phần này là phần chào hỏi. Chúng ta sẽ có những câu chào hỏi này. Đây nó có phiên âm hết cho nên là em có thể đọc rất nhanh đấy. À, chúng ta đọc nè. Привет. Привет. Да, да nhá. Привет, thấy chưa? Đấy. Доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе утро. Chào buổi sáng nhé. Добрый день. Добрый день. Chào ban ngày. Добрый день. День. Да? Добрый вечер. Добрый вечер. Chào buổi tối nhé. Тоже. Тоже là cũng nhé. Очень. Очень là rất nhé. Как дела? Как дела? Công việc thế nào? Как дела? Как дела? Как у тебя дела? Как у тебя дела? À, chúng ta biết rằng chữ y dài này đọc là u nhé. Các u, t và e đọc là che. Nhưng mà y lại đứng trước trọng âm đọc là y, cho nên đọc là chi bia. Chi bia. Các u chi bia dila. Nói nè. Các u chi bia dila. Công việc của bạn thế nào? Các u vas dila. Các u vas dila. Nói nè. Các u vas dila. Công việc của anh chị thế nào? Ao chi bia. À, u chi bia. Công việc của bạn thế nào? Còn công việc của bạn thì sao? Đấy, chúng là a là còn. Ao chi bia. Thế còn công việc của cậu? A u vas. A u vas. Đấy, a u vas. A u vas là. Thế còn công việc của anh chị thì sao? Đấy. Отлично. Отлично. Rất tuyệt vời. Отлично. Да. Хорошо. Хорошо. Là tốt này. Плохо.
Плохо. Плохо là tồi tệ đấy. Хорошо, плохо. Хорошо, плохо. Нормально. Нормально. Nói nào. Нормально. Nói đi. Нормально. Нормально. Bình thường đấy. Нормально. Tiếp theo nào. Пока. Пока. Пока đấy. À đây là phần phần thứ nhất của chúng ta, phần thứ hai đây đấy. Phần thứ hai nào, đọc nào. Пока. Пока là tạm biệt nhé. Student. Student. Đây là nam sinh viên. Student. Có âm tờ. Student. À, studentka. Studentka. À, nữ sinh viên nhé. Спасибо. Спасибо. Cảm ơn. Как вас зовут? Как вас зовут? Anh chị tên là gì? Как вас зовут? Đấy. Как вас зовут? Đọc đúng như này luôn đấy. Меня зовут. Меня зовут. Tên của tôi là Nam chẳng hạn. Меня зовут Nam. Đấy. Меня зовут Nam. Меня зовут à, Hoa. Ví dụ vậy đấy. Меня зовут Hoa. À, ta gọi. Tiếp theo, chúng ta có cái đại từ nhân xưng này. Я. Я. Viết là я thế nhá. Đọc là tôi nhé. Tươi. Tươi. Tươi là cậu, là bạn nhé. À, nói với bạn bè, anh em thân thân mật đấy. Ôn. Ôn. Đấy. Ôn. Đấy. Ôn. Ôn. Đó là anh ấy. Anna. 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 Cô ấy nhé. Ano. Ano. Đó là nó. À, hay là cái đồ vật nào đó. Đấy. Ano chỉ đồ vật nào đó. Đấy. Ôn thì chỉ đàn ông. Anna chỉ phụ nữ. Đấy. Ano là chỉ một cái đồ vật. Nhưng mà nó phải là giống chung nhé. Đi với danh từ giống chung. Nào. Mười. Mười là chúng tôi nhé. Mười. Đấy. Vười. Vười là các anh các chị nhé. À nhì. À nhì là họ nhé. Đúng không? Tác vụt đấy. Хорошо. À thế vậy thì cho đến đây chúng ta thấy đó là ngày hôm nay chúng ta đã học được bắt đầu sang phần chào hỏi và sử dụng các đại từ nhân xưng, đúng không nào? Một số những câu hỏi thông thường. Với bài học này thì các em có thể biết chào hỏi rồi này, biết hỏi thăm rồi này. Đấy. À thế và để làm sao mà đây bây giờ nhìn thấy cái kiến thức đây rồi nhưng mà các em sẽ không thể vận dụng được vào trong lời nói. Cho nên trong bài tới chúng ta sẽ có những đoạn đối thoại. À thế chưa? Привет, Антон. Привет, Наташа. Как дела? Спасибо, хорошо. А у тебя тоже хорошо. Được chưa? Đấy. Thì lúc đó chúng ta gì? Những đoạn đối thoại này nó sẽ ghép những cái câu đó vào với nhau thành một đoạn đối thoại để cho em nhìn thấy là hai người này người ta nói chuyện với nhau như thế nào, đúng không nào? Đấy. Thế và trong mỗi bài như thế chúng ta sẽ có rất nhiều các đoạn đối thoại. À hiểu chưa? Đấy. Đó. Đây đoạn đối thoại 1 này, đây đoạn đối thoại 2, đoạn đối thoại 3 người ta đây. Đấy. 4 này, tạc được đấy. À 5 mình sẽ gửi tất cả cho bạn. 6 7 đấy, 8 hiểu chưa? Đấy. Đó. Đấy. À thế bằng cách đó thì chúng ta thấy là gì? Muốn nói được thì chúng ta phải luyện đọc đấy, luyện đọc nhiều mới nói được. À đó, thì đây là phần ôn tập về cách hỏi tên. À đó, thế cho nên là đấy là cái phần bài học của chúng ta ngày hôm nay và bài học cho ngày hôm sau luôn nhé. À thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Спасибо, до свидания, пока, да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.